trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ ngành than nói riêng, đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2019, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đoàn Than Quảng Ninh mùng 3 tháng 2 1999, mùng 3 tháng 2 2019. Tối ngày mùng 2 tháng 3 năm 2019, tại khu chung cư km 8 của công ty Than Dương Huy, Đoàn Thanh niên công ty đã tổ chức chương trình phát động thi đua tháng 3 tháng thanh niên năm 2019 với mục tiêu an toàn đổi mới phát triển và giao lưu văn hóa văn nghệ với một số đơn vị trong cụm đoàn kết nghĩa trên địa bàn. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Hồng Hậu, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Than Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh, đồng chí Trần Danh Nghị, Bí thư Đảng ủy công ty và các đồng chí là Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi bộ các đơn vị trong công ty. Tham gia chương trình còn có các y bác sĩ trẻ của Bệnh viện Phục hồi Chức năng Quảng Ninh, Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần, Đoàn phường Quang Hanh, Đoàn trường Tiểu học Cẩm Thạch, cùng hơn 70 cán bộ đoàn viên thanh niên của 29 chi đoàn trực thuộc. Phần mở đầu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tiêu biểu là tiết mục sáo Xuân về trên bản Mông của thợ lò Tráng A Châm, đoàn viên chi đoàn khai thác than 9. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Than Dương Huy đã lên phát động thi đua tháng thanh niên năm 2019 tới các cán bộ đoàn viên thanh niên của công ty. Trong tháng 3, tháng thanh niên năm 2019, Đoàn Thanh niên Công ty tích cực tăng cường các hoạt động về lao động sản xuất và đảm bảo công tác an toàn, tham gia kèm cặp công nhân mới, học sinh thực tập. Ngoài ra, đoàn cũng đăng ký đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao như tổ chức giải bóng đá thanh niên nội bộ, giao hữu bóng đá giữa cán bộ đoàn các thời kỳ. Cán bộ đoàn công ty cùng các đồng chí lãnh đạo, trưởng phòng quản đốc nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh đã chỉ đạo các hoạt động của Đoàn Dương Huy trong tháng thanh niên cần phải thực hiện quyết liệt và tiếp tục có nhiều đổi mới nhằm thu hút tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, đồng thời đánh giá chương trình phát động tháng thanh niên lồng ghép sinh hoạt chuyên đề giao lưu với các đơn vị trong cụm đoàn kết nghĩa là một hoạt động rất ý nghĩa, là cách làm mới của Đoàn Thanh niên công ty. Sau chương trình phát động, các cán bộ đoàn viên thanh niên có mặt trong hội trường đã được tham gia nhiều phần chơi thú vị như hái hoa dân chủ với những câu hỏi và câu trả lời ý nghĩa. Các trò chơi đã thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia, đặc biệt là các cặp đôi nam nữ, trong đó thợ lò Dương Huy hưởng ứng rất nhiệt tình và gây được tiếng cười vui vẻ. Tháng thanh niên được khởi động tốt đẹp, hứa hẹn mang đến những thành công rực rỡ trong hoạt động công tác đoàn của công ty Than Dương Huy năm 2019.